Đâu. Mày đừng có mồm điêu đi. À không, anh cứ tụi chị nó giống nhau là bình thường mà. Cái chuyện này mày xưa. Ngồi chơi. À, tập đàn, à, tập đàn. À, cho chân ngồi đây tập đàn chút nhé. Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về, dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng im trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời người dành cho ta mật ngọt phôi phai hút tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Khi con tim yêu luôn khát khao vẫn hòa nhịp khoảng cách. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng im trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngầm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Khi con tim yêu luôn cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người bỗng giấc bao đêm tìm là coi mà nghe như chơi với bao nhiêu yêu thương úa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con đường nước trong lân đân tìm mọi bên mơ trong đêm cơi xa bao nhiêu yêu đương múa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Ủa, hay hả? Ừ. Anh hát có làm phiền em không? Ừ, không, anh cứ hát đi. Rồi cứ hát à? Dạ. Anh cứ sợ ngồi hát làm phiền em á. Không, em cũng thích nghe guitar. À, thích nghe guitar hả? Dạ. À, thế thì là có tâm hồn về cùng âm nhạc rồi. À, nói chung là cũng hay thích nghe guitar rồi, nghe cũng thích đồ đó. À, anh cũng thích luôn. Dạ. Trời ơi, bình thường anh hay kiểu mà ngồi với người làm anh hát kiểu này đúng ra là có mấy người là cầm cái đùi cui á, phải không? Ừ, lần này anh hát kiểu đó là bị fan chạy rồi đó. Không, nếu như mà nãy anh hát dở là em cũng đi xuống kia rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em vì đã khen cái giọng hát của anh mặc dù là em là người đầu tiên luôn đó. Mày đừng có mồm điêu đi. Nhưng mà em ra đây làm gì đây? À, em ra ngoài không gió chiều thôi anh, tại hôm nay trời không có nắng nên là ra đây ngồi không gió mát một xíu. Nhà em gần đây. À, nhà em gần đây hả? Dạ. À, anh cũng ở gần đây á. Lươn lẹo. À, vậy hả? Ờ, anh ở bên quận ba á. À, em quận nhất luôn nè. À, quận nhất hả? À, dạ. Là nhà ở đây luôn hay sao? Dạ. Là quê em ở đâu? À, quê em ở tỉnh. Ý là nhà em ở đây. À, nhà em dạ. Vào trong Sài Gòn sống. Dạ. À, thế à? Thế thì em với anh giống kiểu đồng, gọi là đồng gì đó? Đồng cư à? Sao mày ngu thế hả? Không phải, không phải đồng cư mà kiểu là mình cùng là người ngoài tỉnh vào á. Ừ. À, người di cư. Ờ, người di cư.
Em vào đây lâu chưa? Em vào Sài Gòn 4 năm rồi anh. 4 năm rồi? Anh còn vào đây 4 năm rồi đó. Dạ. Rồi sao nó đùng năm rồi hả? 4 năm nhưng mà hết là 2 năm dịch rồi. À, là em vào đây là gặp 2 năm dịch hả? À đúng rồi. Đúng rồi. Nó mới dịch vừa rồi đó này. Thì dịch 2 năm giờ rồi. Đúng rồi. Em giờ... vào... như ta? Đầu 2019. Đầu 2019 hả? Đầu 2019 thì giờ mới 3 năm mấy? Thì 2 năm... chụp về tới 2022 rồi nè, là 4 năm rồi đó. Nhưng mà giống kiểu là nhưng mà anh giống kiểu này giờ anh cứ ngồi anh cứ tưởng em là giống kiểu là em biết bên Hồng Kông, Hồng Kông không? Biết. Ừ. Kiểu nhìn cái phong cách của em á. À. Nó giống như kiểu là người Hồng Kông á. Ừ, từ cái cách đeo kính với là cái đồ kiểu ăn mặc này. Dạ. Ừ, tại vì cái phong cách này là bên kiểu là bên đúng rồi, bên Hồng Kông đó. Dạ. Em có bao giờ em coi phim Hồng Kông chưa? Em coi rồi. Đúng rồi. Thì có biết cái quan trọng nhất của một người con gái là cái gì hay không hả? Không biết. Không, không biết. Cái đó thì ngồi thì ngồi không biết rồi ạ. Em ra đây một mình thôi hả? Dạ, tại vì ra đây không gió, ngồi cho nó mát buổi chiều thôi. À đây. Nhưng em tên gì nhỉ? Em tên Ly. Em tên Ly hả? Dạ. Anh tên là Long. Dạ. Anh Long Ly. Nó có hợp không? Không, em thấy nó hơi, nó vần âm đầu thôi. Cùng vần hả? Thì cùng chữ L. Thôi nhưng mà kiểu là nó có chữ L là thấy nó vui 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 rồi. Ừ. Nói chung là cũng có duyên lắm gặp anh hôm nay. Nói chung là anh hát hay. Hát hay hả? Dạ. Trời ơi trời. Em khen vậy là làm anh tối anh hết ngủ luôn. Không, hôm nay trời mát quá nhỉ. Hát trời mát vậy hát tặng bài gì mát mát đi anh. À mát mát hả? Dạ. Mát mát đúng không? Dạ. À bài gì mát mát ta? Em có thích bài gì không? Anh đặt tặng bài đó. Giờ hỏi gấp quá không nhớ. Thôi anh có bài gì mát mát, bài gì hay hay đó. Nghe kiểu chiều chiều này thì anh hát tặng em. Chiều chiều đúng không? Chiều chiều ở đây mà... Đừng hát chiều lá máy bay nha. Chiều lá máy bay hả? Không, ý là đừng hát chiều lá máy bay buồn lắm. À không, cái bài này hay lắm. Nó cái bài là nó cũng vài về chiều đó. Chiều nhưng mà... nếu mà có lá rơi lá rụng được các thứ này thì nó mới hợp lắm. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì cũng thôi anh cứ hát đi, tí nó rụng. Có tiếng rụng hả? Anh sợ nó rụng. Cái bài lạc quên chiều thu anh biết không ta? Lạc quên chiều thu. Lạc quên chiều thu. Không có nghĩa là bây giờ em thích những cái bài nó về chiều đúng không? Dạ. Nghe nói xong cái là anh là nhớ phải không? Lúc cầm cái đàn guitar nữa mà chiều là người ta thấy có cái câu thơ gì mà chiều chiều có dĩa lòng heo, có chai rượu trắng là dù nghèo vẫn hơn. Chiều thì anh có cái bài chiều này, cái bài gì mà của Hoa Vân hát á, bài cũng hay lắm. Anh hát đi thì chắc là em nghe thì em sẽ nhớ, chứ bây giờ anh nói vậy em rồi 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 được. Cùng bài chiều nhá, bài này là theo yêu cầu của em. Dạ. A few moments later. Một mùa thu đã đi qua, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ đôi chúng ta không rời. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tim khói sương chiều mờ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồn. Vầng trăng xưa yên bóng nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết em xa thật rồi đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Biết em xa thật rồi đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Sao bài này thấy nó phù hợp với cái thời tiết này không? Cũng phù hợp. Bài này em biết á, nhưng mà nghe đến điệp khúc mới biết được. Có thế à? Dạ. Thế thì hay quá. Nói chung là em mà có em biết bài này là chắc là nhưng mà cái bài này lâu rồi sao em biết được? Thì em có nghe nhạc mà. Nói chung là từ
từ nhạc Việt cho tới nhạc nước ngoài, nhạc Hồng Kông rồi nhạc Trung á. Nói chung là đa số là em biết cũng nhiều, mỗi tội là không nhớ tên thôi. Nhưng mà mỗi lần mà khi nghe giai điệu hoặc là vào điệp khúc hoặc là nghe một cái âm hưởng nào đó là sẽ biết ngay. Bài này là bài nhạc Hoa Lời Việt á, nó cũng nó cũng nổi tiếng lắm, nổi tiếng lắm. Cái gì? Nhưng mà em vào đây là đi làm hay là? À, đúng rồi, em vào đây đi làm. Đi làm hả? Anh tìm nhìn trẻ quá, tưởng tưởng em còn học sinh chứ. Nhà anh cũng bị lập gia đình tới nơi rồi. Chuẩn bị lập gia đình luôn rồi hả? Và khi nào lập gia đình nhớ mời anh đi ăn cưới cái. Anh chuẩn bị thôi chứ còn lâu lắm. Còn lâu hả? Trời ơi, về sau ăn cưới cho được, tại vì anh là kiểu thích đi ăn cưới người vào vàng lai lắm. Kiểu anh mà gặp ai mà quen được vài hôm cái là mấy bạn thường là kiểu là giống là gặp mình là giống như có cái căng hay sao, gặp mình có cái là xong khoảng từ tuần tháng sau là lấy chồng luôn á. Chắc em có thể năm sau nữa chứ hên xui giờ phải kiếm chồng mới lấy được. Không, chồng thì nó dễ lắm em ạ. Lên phường đăng ký tao phát à, quá chuẩn luôn. Vậy thôi thì em chờ ông già Noel tao phát quà. Ông già Noel hả? Em nghe ông tin già Noel thực luôn hả? Thì truyền thuyết. Anh thấy rồi, mấy ông già Noel. Bài hát gì? Ông già Noel sẽ phát cho em anh người yêu. Anh biết rồi. Em biết bài đó hả? Đây anh thử bài đó cho em. Ok. Em đã từng người yêu. Đúng rồi đó. Anh hát tặng em bài đó nữa. Bài đó hả? Bài đó cũng hay lắm. Sắp tới Noel rồi hả? Đúng rồi. Ủa là ngày nhiêu rồi ta? Ngày bao nhiêu là ngày Noel rồi? Rồi. 19. Tuần sau là Noel rồi. Chết rồi. Để hôm nay anh phải tặng em bài để cho em lỡ có ai đi chơi á thì em nhớ nha. Mà xong bài này nó linh lắm á. Nghe gì về coi lắm. Nhưng mà thuộc lắm nhưng mà hát nghe cũng được á. Okay. Ông già Noel đang ở đâu? Ông già Noel đang ở đâu? Có biết giờ con đang sầu bi? Người con xem như chỉ ký, không đã vội quay lưng mà đi. Giờ là lúc Noel vừa đến nhưng vẫn không có ai con thương thì. Thì một mây lang thang trên phố giống như mọi khi. Lovely Noel hãy ban cho con một em, để con ngưng hơi ấm xóa tan đi bao buồn hiu. Dù cho em không xấu xí, nên vẫn chịu. Chỉ cần ban cho con cảm giác mà con đang thiếu. Biết bài này không? Bài này anh cũng vừa mới biết luôn á. Dạ. Hôm bữa là cô của anh á, cô giáo của anh mới đàn cho. Thấy trên TikTok các bạn hát bài này nhiều lắm, kiểu ông già Noel hãy ban cho con anh người yêu. Ồ thế à? Thôi nhưng mà chắc là bây giờ nhưng mà bây giờ em vẫn chưa có người yêu hả? Rồi Noel sao? Mình không thấy cô đơn lạc lòng hả? Thì Noel năm nào thì cũng giống như năm nào, đó có làm sao đâu, mình vẫn bình thường. Sao nghe nói nghe có vẻ nạo nề thế? Ôi vì em chưa bao giờ có. Có chứ, thì cũng từng có người yêu nhưng mà ý là hiện tại thì không có người yêu thôi. Hiện tại chưa có chứ không phải là không có chứ đúng không? Nói chung là tương lai chắc sẽ có. Cố gắng thôi, anh thấy em cũng duyên dáng mà, khả năng sẽ có thôi. Nhưng mà em ngồi đây lâu chưa? Em ngồi đây chắc nãy giờ nói chuyện với anh cũng quên mất ngồi đây bao lâu rồi. Nhưng mà anh nhìn em là giống kiểu là mình có cái gì đó nó liên quan đến bên nghệ thuật hay sao mà nhìn em nó toát ra cái thần thái giống kiểu là nó nghề sĩ em ạ. Anh có cái gì liên quan bên nghệ thuật không? Nghề gì đâu, em nghề vàng á. Nghề vàng? Ôi trời. Nghề với gần đồ hả? em ăn nghề nhiều lắm đúng không? Hèn gì anh thấy được cái da em nó mới bị Covid sống anh. Ủa? Nó giỡn quá trời. Thôi em cứ ngồi đó chơi nha. Bây giờ nhưng em có ngồi lâu không để anh biết đường anh ấy. Em chắc ngồi xíu mà trời xuống một xíu thì em đi. Chắc bây giờ anh phải đi cái đó. Dạ. Yeah. Hôm nay ngồi giao lưu với em tí nó vui quá. Giống kiểu là mình được có cái gọi là cái gì? Giống như em từ tâm không. Không cái gì mà người ta nói chi mà mặt trời chân chân lý trói qua tim á. Hồn tôi là một cả vườn hoa lá
rất đầm hương và rột tiếng chim. Anh biết bài thơ đó không? Biết bài thơ đó, đúng. Nó đúng một cái là nó đúng một cái là thường ăn cái cạc 100 ca luôn. Có cạc điện thoại luôn em ạ. Chú gì Diệu Diệu đó, đúng không? Cái gì Xuân Diệu hả? À. Vậy bài đó làm gì của Xuân Diệu? Bài đó là cái bài gì mà Vị Hồn Xuân Hương hả? Cũng không phải Hồn Xuân Hương. Ai quên rồi ta, cái Vị Hồn tôi là một Nguyễn Đình Thi hả? À, không phải. Cái gì mà hồn tôi là cả một vườn hoa lá rất đầm rộn hương thơm và đầm tiếng chim ca. Thôi vậy là chắc là anh em mình là gọi là giống như kiểu là học bao nhiêu học thầy trả thầy rồi. Học trả thầy rồi. Thôi em ngồi đây chơi nha. Bây giờ anh có việc mà đưa bàn đấy. Dạ, okay. Bắt tay em cái. Dạ, em xin chào anh. Cảm ơn em nha. Cảm ơn anh. À quên em tên gì, quên rồi. Em tên Ly. À tên Ly, anh tên Long. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, em thôi ngồi đây chơi nha. Dạ.